Bên đây là Dinh Vũ rồi, và chúng tôi sẽ có một vị đội trưởng cưng xứng với, dành cho đội cải lương, ca sĩ, diễn viên Andu. Lời nói đầu tiên xin cho phép anh Đức xin gửi đến MC, yeah, các bạn cùng chơi và quý khán giả lời chào trân trọng nhất. Wow. Căng quá, nãy giờ đứng ở trong căng quá. Sao vậy? Nghe ngoài đây là MC giới thiệu ca sĩ, diễn viên rồi sắc đẹp, xứng ngang tầm với Xuân Vũ. Áp lực chứ. Mà nghe cái đội của mình giới thiệu, mình đứng trong mình cũng áp lực. Không biết mình vô đây mình có phù hợp với các bạn hay không. Rất là phù hợp. Đó là đội cải lương. Mà bây giờ làm sao để mình phù hợp với các bạn? Mấy giờ mình thử mình hát đoạn cải lương giỏi nhỉ. Mà bây giờ mình thì lại yêu cái phong cách nhạc trẻ, cái phong cách nhạc của Sơn Tùng. Vậy thì anh phải hát nhạc trẻ theo phong cách cải lương. Đó. Thì tôi xin hát một bài hát Em Của Ngày Hôm Qua. Wow. Bằng cái giai điệu cải lương của bạn hát hồi nãy ha. Trời ơi, được nha. Rảo đơn. Tặng 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 tặng. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ anh một lần có anh. Nơi đây Đừng lại đi. Dạo này anh tôi xuất hiện lồng lộn hơn trước nhiều, trẻ hơn trước nhiều, đẹp hơn trước nhiều. Phải chăng là tình yêu phơi phới? Idol? Không. Thật sự là bây giờ cứ nhìn vào bản thân của mình, cái sắc diện cũng như là cái diện mạo ở đây phơi phới là một người hiểu trong lòng vui cỡ nào rồi. Và bây giờ hai đội tuyển xuất hiện rồi, chúng ta hãy cùng nhau bước tới vòng đầu tiên. Nhưng mà hai đội hãy lắng nghe thật kỹ câu slogan của chúng tôi, đó chính là chiến thắng hoặc ra về tay trắng.